Lời cảm tạ. Mẹ, bà của con, cháu chúng tôi là cụ Hoàng Thị Sót, sinh năm 1926, quê quán thôn Đông, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Do tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được con, cháu chu đáo, tận tình chăm sóc, nhưng không thể qua khỏi. Đã rút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 97 tuổi. Lễ tang được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2022 tại nhà riêng. An táng tại nghĩa địa gia đình thôn Đông, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch. Thay mặt họ Hiếu và gia đình xin chân thành cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 134 Binh chủng Thông tin Liên lạc, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức đoàn thể huyện Tuyên Hóa, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn, huyện Tuyên Hóa, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Trạch, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Định, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Lớp cao cấp Lý luận Chính trị K14 Quảng Bình, Nhà trường, Công đoàn, Trường mầm non Phú Định, Trường mầm non số 2 thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Chi ủy, Ban quản lý thôn, các tổ chức đoàn thể thôn Đông, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch. Các ông, bà, cô, bác, họ hàng nội, ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm, láng giềng, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phụng viếng, chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất xin được niềm tình, lượng thứ. Thay mặt gia đình họ Hiếu, con trai thứ, Nguyễn Minh Thủ cùng toàn thể gia quyến đồng cảm tạ.